chiến sự Trung Đông tiếp tục bùng nổ với hàng loạt cuộc giao tranh. Hôm 14 tháng 12, lữ đoàn al Sam tuyên bố đã loại bỏ 36 binh sĩ và 72 xe quân sự Israel trong 3 ngày qua. Thông tấn xã NNA của Liban đưa tin Israel tấn công nhà thờ Hồi giáo ở miền nam Liban bằng đạn phốt Trong khi đó, phiến quân Houthi tuyên bố đã dùng UAV tấn công tàu container di chuyển tới Israel quan chức cấp cao Mỹ nói ngày tàn của thủ lĩnh Hamas đang đếm ngược. Trở lại với tình hình xung đột ở Đông Âu, Nga mới đây báo cáo Ukraine đã bắn hơn 50 quả đạn pháo vào tỉnh biên giới Belgorod trong 24 giờ. Nga đưa giám đốc cơ quan tình báo Ukraine vào danh sách truy nã. Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả xung đột Nga-Ukraine là nội chiến. Các thông tin đáng chú ý khác trên toàn cầu Hàn Quốc cho biết Triều Tiên có thể sẽ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vào tháng này. Phần Lan ký hiệp ước quốc phòng với Mỹ. Châu Phi chứng kiến số ca tử vong do tai nạn giao thông tăng mạnh. Choáng ngợp, cuộc diễu hành Giáng sinh trên thuyền kayak ở Đan Mạch. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị trong bản tin Thế giới hôm nay ngay sau đây. Ngọc xin chào tất cả quý vị, quý vị đang theo dõi Bản tin Thế Giới hôm nay ngày 16 tháng 12. Mở đầu bản tin sẽ là những tin tức cập nhật về tình hình xung đột Israel-Hamas. Theo thông tin từ tờ Anadolu, lữ đoàn Al-Qassam, cánh vũ trang của lực lượng Hamas mới đây cho biết, họ đã loại bỏ 36 binh sĩ và phá hủy 72 xe quân sự của Israel trong 3 ngày qua ở giải Gaza thông báo này được đưa ra trong tuyên bố của người phát ngôn al Sam là abu ubaida ngoài ra còn cho biết nhóm này cũng đã gây thương tích cho hàng chục binh sĩ israel khác thông báo cho biết thêm binh lính của lữ đoàn cũng đã chiếm được thiết bị và đồ đạc từ một số binh sĩ israel sau khi nhắm mục tiêu và giao chiến với họ ở cửa ly gần các hoạt động bắn tỉa cũng được tiến hành nhằm vào binh sĩ israel các chiến binh al Sam cũng nhắm mục tiêu vào trụ sở chỉ huy giả chiến của Israel, bắn phá các tụ điểm quân sự bằng đạn súng cối và tên lửa tầm ngắn trên tất cả các khu vực chiến đấu, đồng thời phóng một loạt tên lửa vào các mục tiêu khác nhau. Cũng theo Anadolu đưa tin, quân đội Israel hôm 14 tháng 12 đã tấn công một số mục tiêu ở miền nam Liban, bao gồm một nhà thờ Hồi giáo và các ngôi nhà ở những khu vực dọc biên giới theo thông tấn xã quốc gia liban nna pháo binh của quân đội israel đã tấn công nhà thờ hồi giáo ở thị trấn al jaban bằng đạn phốtfor ngoài ra cũng đưa tin rằng ít nhất một ngôi nhà đã bị máy bay không người lái của israel tấn công ở thị trấn aita al -Shaab, và một ngôi nhà khác ở thị trấn may al jaban các thị trấn khác ở miền nam liban bao gồm tahafa kiam jaban kihan và aita Rao cũng chứng kiến sự pháo kích của Israel. Trong khi đó, nhóm Hezbollah cho biết họ đã tấn công doanh trại Yifta của quân đội Israel gần thị trấn Guds bị chiếm đóng của Liban, gây thương vong cho phía Israel. Trước đó, nhóm này cũng tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào các binh sĩ Israel gần doanh trại Shomera ở miền nam Liban bằng vũ khí thích hợp. Căng thẳng đã bùng lên dọc biên giới giữa Liban và Israel trong bối cảnh lực lượng Israel và Hezbollah không ngừng giao tranh. Đây được xem là các cuộc đụng độ nguy hiểm nhất kể từ khi hai bên xảy ra cuộc chiến toàn diện vào năm 2006. Căng thẳng biên giới xảy ra trong bối cảnh quân đội Israel tiến hành tấn công vào giải Gaza sau cuộc tấn công xuyên biên giới của Hamas vào ngày 7 tháng 10. Người phát ngôn của nhóm chiến binh Hamas cho biết những đường hầm mà nhóm này xây ở Gaza có thể chống chọi với lũ và sẽ không bị ngập nước. Phát ngôn này được đưa ra để đáp lại các báo cáo về việc lực lượng Israel tiến hành thử nghiệm lầm ngập đường hầm ở Gaza để kiểm tra khả năng của Hamas. Thông tin được CNN đăng tải mới đây. Cụ thể, tại cuộc họp báo ở Beirut hôm 14 tháng 12, người phát ngôn của Hamas, ông Osama Hamdan cho biết, các đường hầm được xây dựng bởi những kỹ sư được đào tạo bài bản và có học thức, những người đã tính đến mọi khả năng tấn công bao gồm cả việc bơm nước, đường hầm là một phần không thể thiếu của cuộc kháng chiến và chúng tôi cũng đã lường trước mọi hậu quả cũng như dự tính đến các cuộc tấn công có thể xảy ra. Israel đã nói với Mỹ rằng họ đã bắt đầu thử nghiệm cẩn thận làm ngập một số đường hầm của Hamas bằng nước biển để đánh giá tình hình, các quan chức Israel đã đảm bảo với những người đồng cấp Mỹ rằng họ chỉ làm ngập nước trong những đường hầm mà họ tin là không có con tin bị giam giữ. Bên cạnh đó, ông Hamdan cũng đề cập đến vấn đề liên quan đến các cuộc đàm phán mới nhằm giải phóng thêm con tin bị giữ ở Gaza. Ông nói, sẽ không có cuộc đàm phán và không trao trả tù nhân cho đến khi Israel chấm dứt hoàn toàn hành vi tấn công Gaza và đáp ứng yêu cầu của quân kháng chiến. Hiện vẫn còn hơn 130 con tin Israel bị giữ trong khu vực này. Cũng theo CNN, phiến quân Houthi ở Yemen do Iran hậu thuẫn vừa tuyên bố vào hôm 14 tháng 12 rằng lực lượng hải quân của họ đã tấn công một tàu container đang trên đường đến Israel. Phiến quân Houthi cho biết họ đã thực hiện cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Đây là cuộc tấn công trực tiếp và xảy ra sau khi thủy thủ đoàn của con tàu từ chối đáp lại các cuộc gọi từ lực lượng hải quân Yemen. Công ty vận tải Đan Mạch Mersk cho biết hôm 14 tháng 12 rằng họ quan ngại sâu sắc về vụ việc liên quan đến tàu Mers Gifrata của họ khi con tàu đã đi từ Salalah, Oman đến Jeddah, Ả Rập Xê Út. Merckx cho biết thủy thủ đoàn và tàu được báo cáo an toàn, nhưng họ vẫn đang nỗ lực xác minh sự thật về vụ việc. Tàu Merckx Gibraltar hoạt động giữa châu Âu và Trung Đông và treo cờ Hồng Kông. Merckx lên án xu hướng gia tăng các cuộc tấn công vào các tàu thương mại ở eo biển Baf al mandab giữa bán đảo Ả Rập và sừng châu Phi. Merckx nói, các cuộc tấn công gần đây nhằm vào tàu thương mại ở eo biển Bad al Mandab vô cùng đáng lo ngại. Tình hình hiện tại khiến tính mạng của thuyền viên cũng như gây ảnh hưởng đối với thương mại toàn cầu. Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho biết rằng họ đang theo dõi tình hình nhưng không liên quan đến lực lượng Mỹ. Theo Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, một tên lửa đạn đạo đã được bắn về phía tuyến đường vận chuyển quốc tế từ khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen hôm 14 tháng 12, trước khi lực lượng Houthi liên lạc với tàu container theo tuyên bố của Houthi, trong 48 giờ qua, lực lượng này đã ngăn chặn thành công một số tàu di chuyển đến Israel. Houthi cho biết, lực lượng vũ trang Yemen đang tiếp tục ngăn chặn tất cả các tàu di chuyển trong biển Ả Rập và biển Đỏ hướng tới các cảng của Israel. Việc này sẽ tiếp tục cho đến khi họ viện trợ thực phẩm và thuốc men cho giải Gaza. Lực lượng Houthi cũng đã cố gắng lên một tàu chở dầu thương mại vào ngày 13 tháng 12 ở Biển Đỏ. Vào tháng 11, Houthi đã bắt giữ một tàu thương mại có liên quan tới Israel ở Biển Đỏ ngoài khơi Yemen. Phiên quân Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen là một tổ chức chính trị và quân sự của người Shia, hiện đang tiến hành một cuộc nội chiến chống lại liên minh do Ả Rập Xê Út hậu thuẫn kể từ năm 2014. Các hoạt động hàng hải của Houthi đã gia tăng kể từ khi nổ ra giao tranh giữa Hamas và Israel vào ngày 7 tháng 10. Nhóm này cho biết bất kỳ con tàu nào hướng tới Israel đều là mục tiêu hợp pháp. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ ông Jack Sullivan cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm 14 tháng 12 với đài truyền hình Channel 12 News của Israel rằng trong vài ngày tới, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ đề cập đến việc tăng cường kêu gọi quốc tế đưa ra phản ứng trước mối đe dọa từ Houthi đối với hoạt động vận chuyển hàng hải ở Biển Đỏ. Ông Sullivan nói, những gì người Houthi đang làm đang gây ra một mối đe dọa không chỉ đối với Israel mà còn đối với toàn bộ cộng đồng quốc tế. Đó là mối đe dọa đối với quyền tự do hàng hải, đối với vận chuyển thương mại, đồng thời cũng là mối đe dọa tại một nơi được xem là huyết mạch quan trọng trong thương mại toàn cầu. Time of Israel dẫn lời một quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo ngày tàn của người đứng đầu Hamas Yavya Shinwa đang đến gần, phát biểu được đưa ra trong bối cảnh Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jack Sullivan đang có chuyến thăm đến Israel. Hãng tin này nhận định trong khi giới lãnh đạo Israel liên tục gửi lời đe dọa tới thủ lĩnh Shinwa của Hamas, thì đây là lần đầu tiên một quan chức cấp cao của Mỹ đưa ra phát biểu như vậy đối với người đứng đầu nhóm chiến binh Hồi giáo người Palestine. Vị quan chức cấp cao của chính quyền ông Biden cũng nhấn mạnh với các phóng viên không quan trọng mất thời gian bao lâu, nhưng công lý phải được thực thi, đuôi tay ông Shin Qa đã dính máu người Mỹ. Theo Time of Israel, gần 40 công dân Mỹ đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10, trong khi đó còn 8 công dân thường trú nhân Mỹ nằm trong số 135 người đang bị giam giữ ở Gaza quân đội Israel hôm 14 tháng 12 đã phát tờ rơi khắp Gaza, treo phần thưởng lớn cho bất kỳ ai đưa thông tin hữu ích giúp truy bắt các thủ lĩnh cấp cao Hamas ở Gaza. Cụ thể, 400.000 đô la Mỹ sẽ dành cho cá nhân nào cung cấp địa điểm ẩn nấu của thủ lĩnh Hamas, Yahya Sinqua và 300.000 đô la Mỹ đối với anh trai đối tượng này là ông Muhammad Sinqua. Canals dẫn nguồn tin từ Israel cho biết, ông Shinwa đã theo đoàn xe nhân đạo trốn khỏi Gaza City, phía bắc Gaza đến thành phố Khan Yunis ở miền Nam ngay khi giao tranh nổ ra. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ mới đây cho biết nước này lên án mạnh mẽ những hành động khiêu khích của lực lượng Israel trong các cuộc đột kích vào một trại tị nạn ở thành phố Jenin ở bờ Tây, cũng như việc xúc phạm một nhà thờ Hồi giáo ở nơi đó. Đồng thời, kêu gọi trừng phạt những người cần phải chịu trách nhiệm cho việc này. Thông tin được Reuters đăng tải mới đây. Theo nguồn tin, quân đội Israel đã giết một thanh niên tại bệnh viện và đọc những lời cầu nguyện của người Do Thái tại một nhà thờ Hồi giáo ở Jenin khi đột kích vào khu vực. Trên nền tảng mạng xã hội X vào tối ngày 14 tháng 12, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, ông Onsu Keseli cho biết chúng tôi lên án mạnh mẽ hành động khiêu khích xông vào trại tị nạn Jenin của binh lính Israel, cũng như hành vi thiếu tôn trọng sự thiêng liêng của nơi thờ cúng khi tiến vào nhà thờ Hồi giáo. Ông nói thêm, ở đông jerusalem và bờ tây nơi căng thẳng đang cực kỳ cao do tình hình của người định cư và áp lực nặng nề cũng như các cuộc tấn công của lực lượng an ninh israel nhằm vào người palestine chúng tôi hy vọng chấm dứt những cuộc tấn công các thánh địa của người hồi giáo và những kẻ gây ra hành động khiêu khích này sẽ bị trừng phạt một cách nghiêm khắc nhất chính phủ palestine đã tố những hoạt động bên trong tại jenin là sự leo thang nguy hiểm đồng thời khẳng định việc một số quân đội israel xúc phạm nhà thờ hồi giáo đã làm gia tăng căng thẳng tôn giáo quân đội israel cho biết sẽ kỷ luật binh lính thổ nhĩ kỳ là quốc gia ủng hộ giải pháp hai nhà nước trong cuộc xung đột israel palestine kéo dài hàng thập kỷ nước này đã chỉ trích gây gắt israel về các cuộc tấn công vào gaza và bờ tây đồng thời cho rằng những người israel định cư trong khu vực là khủng bố ankara đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và chỉ trích sự ủng hộ của phương tây dành cho israel Time of Israel đưa tin, chính phủ Pháp mới đây cho biết họ đặc biệt lo ngại trước những mối nguy hiểm nghiêm trọng mà các nhà báo đưa tin về xung đột Israel-Hamas phải đối diện. Paris hiện đang nỗ lực đưa các phóng viên của hãng thông tấn Pháp AFP ra khỏi vùng chiến sự Gaza. Ông Christopher Lemoy, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pháp, nói trong một cuộc họp báo, đó là một nhiệm vụ phức tạp và khó khăn kể từ tháng 10, chúng tôi đã tích cực làm việc để sơ tán công dân Pháp ở Gaza cũng như người thân của họ. Bình luận của ông Limoy được đưa ra sau khi một nhóm nhà báo trong đó có phóng viên AFP đăng tải một bài xã luận trên nhật báo Le Monde, yêu cầu tổng thống Pháp Emmanuel Macron giúp đảm bảo sơ tán các nhà báo Palestine làm việc cho truyền thông Pháp khỏi Gaza. Gaza, vùng đất ven biển Địa Trung Hải của người Palestine, đã bị phong tỏa toàn diện sau khi xung đột Israel Hamas nổ ra cửa khẩu rafah tại biên giới với ai cập hiện là lối thoát duy nhất rời khỏi gaza tuy cửa khẩu này thỉnh thoảng được mở cửa trong những tuần gần đây nhưng chỉ có những người nằm trong danh sách cho phép mới có thể đi qua Tiếp tục là các tin tức liên quan đến tình hình chiến sự Đông Âu. Hãng thông tấn TASS dẫn lời thống đốc tỉnh Belgorod của Nga Vyacheslav Gladkov cho biết trên kênh Telegram của mình rằng quân đội Ukraine đã bắn hơn 50 quả đạn pháo cũng như tấn công bằng UAV vào các khu vực đông dân cư của tỉnh Belgorod trong 24 giờ qua. Ông Gladkov cho biết ngôi làng Chetinovka ở quận Belgorod bị pháo kích. Chúng tôi đã ghi nhận 3 cuộc tấn công. Ukraine đã bắn 4 quả đạn pháo vào làng Solsevka, 2 quả đạn vào cửa khẩu biên giới Nevkotevka và 14 quả đạn vào Zuralevka. Máy bay không người lái thả xuống hai thiết bị nổ ở Zuralevka và Chetinovka. Không có thương vong hay tàn phá nào được ghi nhận ở tất cả các khu vực định cư. Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang Ukraine cũng đã pháo kích vào vùng ngoại ô trang trại Lozovaya Duka ở quận Borisov bằng đạn súng cối khi thực hiện hai cuộc tấn công vào hôm 13 tháng 12. Tại quận Volokonovsky, ba và hai quả đạn súng cối lần lượt được bắn vào vùng ngoại ô của làng Novoya và cộng đồng nông dân Staroya. Vào ngày 13 tháng 12, Ukraine bắn 8 quả đạn pháo ở ngoại ô làng Kolotilovka và một quả ở ngoại ô làng Staroselevya. Quân đội Ukraine cũng thả một thiết bị nổ từ UAV ở ngoại ô Staroselevya. Hãng thông tấn RIA Novosti của Nga đưa tin, Bộ Nội vụ Nga mới đây đã đưa Giám đốc Cơ quan Tình báo Quân sự của Ukraine Kirill Budanov vào danh sách truy nã. Moscow không cho biết rõ ông Budanov đã bị đưa vào danh sách truy nã trong vụ án hình sự cụ thể nào. Nhưng vào ngày 21 tháng 4, tòa án Mosba đã bắt giữ ông Budanov. Nga cáo buộc ông tổ chức các hoạt động khủng bố, lưu thông trái phép vũ khí. Liên quan đến cáo buộc ông là người tổ chức thực hiện vụ tấn công khủng bố trên cầu Kursk vào cuối năm ngoái. Trong vụ tấn công cầu Kursk, theo các quan chức thực thi pháp luật Nga, một chiếc xe tải đã bị nổ tung trên cầu, khiến hai dịp cầu bị sập và đoạn đường sắt gần đó bốc hỏa. Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi vụ nổ trên cầu Kursk là cuộc tấn công khủng bố và khẳng định các cơ quan đặc biệt của Ukraine đứng sau vụ tấn công này. Trong sự kiện giao lưu với người dân thường niên vừa diễn ra ở Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định nước này đã nỗ lực xây dựng mối quan hệ với Ukraine bằng mọi giá, nhưng thất bại sau cuộc đảo chính Euromaidan tại Kiev năm 2018. Trước yêu cầu bình luận về khả năng Moscow bình thường hóa quan hệ với phương Tây trong tương lai gần, tổng thống Putin nói, Nga chưa bao giờ có ý định hủy hoại hay cắt đứt quan hệ với bất kỳ quốc gia nào. Thay vào đó, chính phương Tây không muốn tiếp tục duy trì quan hệ tốt đẹp với Nga và cố tình bỏ qua lợi ích quốc gia của Nga. Theo ông Putin, điều đó được thể hiện rõ nhất qua cuộc đảo chính ở Ukraine do các đối thủ địa chính trị của Nga dàn dựng vào năm 2014. Sự kiện đó cho thấy họ dùng vũ lực buộc chúng tôi không được phép xây dựng bất kỳ mối quan hệ bình thường nào với Ukraine nữa. Ông Putin nói, đồng thời nhắc lại rằng chính quyền Washington từng công khai thừa nhận chỉ 5 tỷ đô la Mỹ để lực đổ chính phủ Ukraine cách đây gần 10 năm. Nhà lãnh đạo cho rằng, cùng với tham vọng mở rộng lãnh thổ về phía đông của NATO bằng cách mời Ukraine gia nhập khối và cuộc tắm máu kéo dài 8 năm ở Donbass, tất cả đã dẫn đến thảm kịch lớn như hiện nay ở Ukraine tổng thống nga cho rằng xung đột với ukraine bản chất là cuộc nội chiến giữa các anh em nhà lãnh đạo nhấn mạnh bất chấp tình trạng thù địch hiện nay người nga và người ukraine vẫn là một dân tộc kiev chưa bình luận về phát biểu của ông putin theo đài RT, cũng tại cuộc họp báo thường niên vào cuối năm ở Moscow, Tổng thống Putin đã kêu gọi hồi sinh ngành công nghiệp ô tô Nga. Nhà lãnh đạo cho rằng cuộc di cư của các thương hiệu phương Tây khỏi thị trường Nga đã mang đến cơ hội cho các nhà sản xuất trong nước lấy lại vị thế của mình tổng thống putin khẳng định ngành công nghiệp ô tô nga không sụp đổ và đang tiếp tục phát triển bất chấp sự rút lui của các thương hiệu hàn quốc nhật bản và châu âu cũng như các chính sách trừng phạt mà phương tây theo đuổi theo ông putin ưu tiên hàng đầu của nga là lĩnh vực sản xuất linh kiện hiện bộ công thương và các nhà sản xuất trong nước đang thúc đẩy mục tiêu này Mặt khác, Tổng thống Putin thừa nhận thị trường nội địa Nga đang thiếu các loại ô tô phân khúc dưới 1 triệu rúp, tương đương 11.000 đô la Mỹ, song nhấn mạnh ngành công nghiệp ô tô Nga vẫn phải tiếp tục tăng tốc độ sản xuất, mở rộng nguồn cung. Ông Putin cũng cho biết giá ô tô Nga đã tăng 40%, theo đó bày tỏ hy vọng nhà sản xuất ô tô hàng đầu nước Nga là AvtoVaz sẽ có điều chỉnh giá sau khi nguồn cung được tăng cường. Cũng trong bài phát biểu, Tổng thống Putin lưu ý ô tô Trung Quốc đang ngày càng phổ biến ở Nga và các nhà sản xuất Trung Quốc đang dần thay thế các thương hiệu châu Âu trên thị trường toàn cầu. Một quan chức cấp cao Hàn Quốc hôm 15 tháng 12 cho biết, Triều Tiên có thể sẽ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa IBCM trong tháng này, thông tin được Reuters đăng tải mới đây. Ông Kim Tae-ho, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc, đã từ chối nêu chi tiết về bình luận của mình, nhưng cho biết tên lửa đạn đạo của Triều Tiên là trọng tâm trong chiến lược răng đe mở rộng của Mỹ. Ông Kim nói với các phóng viên khi đến Washington rằng, răng đe mở rộng là tìm cách dập tắt cuộc tấn công hạt nhân thực sớm và dứt khoát. Hiện tại vào tháng 12, tôi tin rằng có khả năng Triều Tiên sẽ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Ông Kim nói thêm rằng, tên lửa đạn đạo của Triều Tiên là một mối đe dọa hạt nhân, bất kể tầm bắn của chúng như thế nào. Triều Tiên đã phát triển và thử nghiệm một loạt tên lửa đạn đạo có thể bắn tới các mục tiêu ở Hàn Quốc, Nhật Bản và lục địa Mỹ. Dưới thời tổng thống Yoon Suk-yeol hiện tại, Hàn Quốc đã tăng cường nỗ lực phòng thủ chống lại Triều Tiên, tập trung vào việc sử dụng các tài sản quân sự chiến lược của Mỹ, bao gồm cả vũ khí hạt nhân trong trường hợp xảy ra chiến tranh. Ông Kim đang ở Washington để tham dự vòng thứ hai của cuộc đàm phán giữa nhóm tư vấn hạt nhân NCG diễn ra vào ngày 15 tháng 12. Đây là cuộc thảo luận cấp cao giữa các nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Mỹ nhằm điều phối chiến lược răng đe mở rộng. Ông Kim cũng nói rằng chương trình chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực về tên lửa của Triều Tiên giữa Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ đang trong giai đoạn hoàn thiện và cho biết sẽ sớm có thông báo chính thức. Triều Tiên đã thử tên lửa đạn đạo tầm xa vào tháng 7. Các nhà phân tích cho rằng đây là vụ phóng thành công ICBM nhiên liệu rắn. Tên lửa này bay theo quỹ đạo nghiêng về và đạt độ cao 6.648 km và sau đó rơi xuống vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên. Vào tháng 11, Triều Tiên đã phóng vệ tinh trinh sát quân sự đầu tiên trên phương tiện phóng không gian 2 tầng, khiến Hàn Quốc và Mỹ lên án vì sử dụng công nghệ tên lửa cấm. Reuters dẫn nguồn tin từ chính phủ Phần Lan cho biết hôm 15 tháng 12, nước này sẽ ký một thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Mỹ vào ngày 18 tháng 12 sắp tới. Thỏa thuận này cho phép quân đội Mỹ có quyền hoạt động khắp quốc gia Bắc Âu, bao gồm cả khu vực lân cận biên giới của Phần Lan với Nga. Phần Lan, nước láng giềng Bắc Âu của Nga đã trở thành thành viên mới nhất của Liên minh quân sự NATO vào đầu năm nay, đây được xem là động thái đáp trả Nga trong xung đột với Ukraine. Ngoại trưởng Phần Lan Ilina Vartonen nói với các phóng viên rằng việc này giúp tổ chức các hoạt động trong thời bình dễ dàng hơn, nhưng trên hết nó cũng có thể rất quan trọng nếu xảy ra khủng hoảng. Các quan chức cho biết rằng thỏa thuận với Mỹ nhằm mục đích cho phép nhanh chóng tiếp cận quân sự và viện trợ cho Phần Lan nếu xảy ra xung đột. Theo thỏa thuận, quân đội Mỹ sẽ được tiếp cận 15 cơ sở và khu vực ở Phần Lan, đồng thời cũng có thể lưu trữ các thiết bị quân sự và đạn dược ở những nơi này. Thỏa thuận cho thấy các khu vực này sẽ bao gồm bốn căn cứ không quân, một cảng quân sự và tuyến đường sắt dẫn tới miền bắc Phần Lan, nơi quân đội Mỹ thành lập một kho chứa đồ dọc theo tuyến đường sắt dẫn đến biên giới Nga. Krater đưa tin vào tháng 7 rằng Phần Lan hiện đang cải thiện cơ sở hạ tầng đường sắt ở biên giới với Thụy Điển để giúp các đồng minh gửi quân tiếp viện dễ dàng hơn và thiết bị từ bên kia đại tây dương đến Kemi-Trevi. Khu vực cách biên giới Nga một giờ lái xe và cách pháo đài hạt nhân cũng như căn cứ quân sự của Nga gần Murmansk ở bán đảo Kola 7 giờ. Thụy Điển cũng đã yêu cầu gia nhập NATO nhưng phải chờ đợi do sự phản đối của các thành viên hiện tại trong khối là Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary. Nước này đã ký thỏa thuận tương tự với Mỹ vào tuần trước, cho phép Washington tiếp cận 17 khu vực bao gồm 4 căn cứ không quân, một bến cảng và năm trại quân sự. Trong số các thành viên NATO khác, Mỹ đã ký các thỏa thuận này với Na Uy, Bulgaria, Latvia, Litva, Ba Lan, Slovakia, Cộng hòa Séc, Hungary và Estonia. Trong khi đó, thỏa thuận với Đan Mạch vẫn đang chờ phê duyệt. Các quan chức cho biết Phần Lan sẽ không cho phép lưu trữ hoặc vận chuyển vũ khí hạt nhân hoặc mình sát thương vào lãnh thổ của mình, điều này phù hợp với các hiệp ước quốc tế về không phổ biến vũ khí hạt nhân mà nước này đã cam kết trước đây. Họ cho biết quân đội Mỹ có thể hiện diện thường trực và tập trận thường xuyên ở Phần Lan nhưng không có kế hoạch xây dựng căn cứ lâu dài. Thỏa thuận sẽ được ký kết tại Washington vào ngày 18 tháng 12. Tổ chức Y tế Thế giới mới đây cho biết, số người chết do tai nạn giao thông ở châu Phi đã tăng 17% trong thập kỷ qua, dù số ca tử vong do tai nạn giao thông đường bộ trên toàn cầu giảm 5%. Báo cáo về an toàn đường bộ cho thấy gần 1 phần 5 vụ tai nạn giao thông gây tử vong trên toàn thế giới xảy ra ở châu Phi. Phía WHO cho biết, một phần nguyên nhân khiến số ca tử vong gia tăng ở châu Phi là do số lượng phương tiện lưu thông trên đường ngày càng tăng. Những người cách đây 10 hoặc 20 năm không đủ tiền mua một chiếc ô tô giờ đã có thể mua một chiếc. Châu Phi đã chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ về cơ giới hóa, nhưng lại không có cơ sở hạ tầng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc cơ giới hóa. Sự cố giao thông đường bộ là nguyên nhân gây tử vong phổ biến thứ 9 ở châu Phi, theo WHO. Các chuyên gia cho rằng số lượng xe máy tăng mạnh một phần là nguyên nhân khiến số ca tử vong trên đường gia tăng. Ở Đông Phi, xe ôm được gọi là Boda Boda, Biki Biki hoặc mô tô đã trở nên ngày càng phổ biến, lấp đầy khoảng trống trong giao thông công cộng. Claudi Niachiaf, một nhà xã hội học tại Đại học Đa Phương Tiện Kenya cho biết, khoảng 10 năm trước, chúng tôi đã chứng kiến sự gia tăng lớn về số lượng xe máy ở Kenya. Nhiều xe máy được nhập khẩu hơn ô tô rất nhanh, chúng tôi nhận thấy số vụ tai nạn liên quan đến xe máy gia tăng, một số bệnh viện đã mở khu dành riêng cho nạn nhân bị tai nạn xe máy. Ở Rwanda, xe máy và xe đạp là nguyên nhân hầu hết của các vụ tai nạn giao thông đường bộ trong nửa đầu năm 2023 theo cảnh sát của nước này. Những người vận động cho biết nhiều người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm đúng cách. Nhiều quốc gia, bao gồm Rwanda và Kenya, yêu cầu tài xế và hành khách sử dụng mũ bảo hiểm. Trong khi tỷ lệ tuân thủ ở Rwanda là gần 100%, thì ở Kenya luật này không được thực thi tốt, khi chỉ khoảng 40% người tham gia giao thông đội mũ bảo hiểm. Reuters đưa tin bão tuyết tiếp tục đặt quét qua nhiều vùng trên khắp nước Nga vào thứ Sáu ngày 15 tháng 12 nhấn chìm các đường lớn trong lớp tuyết dày có nơi lên tới 20cm. Ghi nhận tại Moscow, các nhà khí tượng học cho biết một cơn bão mang theo tuyết rơi dày đã hoàn hành trong khu vực hơn một ngày. Đây có thể là một trong những cơn bão tuyết mạnh nhất từng tấn công thủ đô của Nga trong 60 năm. Dữ liệu tại các trạm đo lường cho thấy, lượng tuyết rơi xuống Moscow trong 24 giờ bằng 1 phần 5 lượng tuyết rơi trung bình trong tháng 12. Trang tin thời tiết Gizmeteo dự báo tổng lượng tuyết rơi trong tháng này ở Moscow có thể đạt 50cm, mức cao nhất được ghi nhận trong tháng 12 từ trước đến nay. Theo truyền thông Nga, để đối phó điều kiện thời tiết khắc nghiệt, một số khu vực của Nga đã đóng cửa trường học. Trong khi đó, một vụ ủng tắc nghiêm trọng kéo dài hơn 10 km đã xảy ra trên một trong những cao tốc liên bang chính M4 ở phía nam nước Nga, khiến cho nhiều tài xế bị mắc kẹt trong nhiệt độ lạnh cống. Đại RT đưa tin Đức Giáo Hoàng Francis mới đây đã bày tỏ mong muốn rằng tang lễ của ông sẽ được tổ chức đơn giản và ông sẽ được chôn cất bên ngoài Tòa Thánh Vatican. Chia sẻ với đài truyền hình Mexico N+, Đức Giáo Hoàng Francis, người sắp bước sang tuổi 87 vào Chủ nhật 17 tháng 12 cho rằng, việc ông lập kế hoạch tổ chức tang lễ cho bản thân là điều hợp lý. Ông nói, khi tuổi càng cao và chúng ta dần đạt đến giới hạn của mình, chúng ta cần phải chuẩn bị cho điều đó. Theo Đài RT, người đứng đầu Giáo hội Công giáo Roma đã trải qua một số vấn đề sức khỏe trong suốt 10 năm làm giáo hoàng. Gần đây nhất, ông phải nhập viện vì viêm phế quản cấp tính và buộc phải hủy một số chuyến công du, bao gồm chuyến đi đến Dubai, UAE để dự hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc COP28. Bất chấp lo ngại về sức khỏe, Đức Giáo Hoàng khẳng định ông không có ý định từ chức, song cũng không loại trừ khả năng có bước đi tương tự như người tiền nhiệm Benedict XV, vị giáo hoàng đầu tiên từ chức trong 600 năm với lý do sức khỏe kém về thể chất lẫn tinh thần. Ông ấy là một người vĩ đại và khiêm tốn. Ông ấy nhận ra giới hạn của bản thân và can đảm nói lên điều đó. Đức Giáo Hoàng Francis nói về người tiền nhiệm, theo đài RT, với ước nguyện được an táng tại nhà nguyện Pogis của Vương Cung Thánh Đường Thánh Mary Major, Đức Giáo Hoàng đương nhiệm Francis có thể sẽ trở thành vị Giáo Hoàng đầu tiên trong hơn một thập kỷ được chung cất bên ngoài Vatican sau Giáo Hoàng thứ 256 của Công giáo Roma Leo 13. Người đứng đầu Vatican dự kiến sẽ thực hiện các chuyến công du còn đang gian dở vào năm sau, bao gồm tới Bỉ, Polynesia và Argentina theo lời mời của tổng thống mới đắc cử Javier Milei Thưa quý vị, trọng tài Rebecca Ward, 40 tuổi, sẽ trở thành nữ trọng tài đầu tiên bắt chính ở giải đấu bóng đá nam hàng đầu nước Anh Premier League trong trận đấu giữa Fulham và Burnley diễn ra vào thứ Bảy tuần sau ngày 23 tháng 12. Thông báo được cơ quan chịu trách nhiệm điều hành các trận đấu bóng đá chuyên nghiệp Anh BGMOL đưa ra mới đây. Rebecca Well bắt đầu sự nghiệp trọng tài vào năm 2010. Cô là cái tên quen thuộc với người hâm mộ bóng đá khi từng cầm còi ở nhiều giải đấu lớn của bóng đá nữ châu Âu. vì trọng tài này cũng đã tham gia điều hành giải qua cấp nữ tại Úc và New Zealand vào mùa hè qua. Rebecca Well đã đảm nhận vai trò trợ lý ở nhiều trận đấu thuộc khuôn khổ ngoại hạng Anh trước khi vinh dự trở thành trọng tài. bắt chính. Theo writer BGMOL, coi việc thúc đẩy đa dạng là một trong những ưu tiên hàng đầu trong thông báo hôm 14 tháng 2, cơ quan này cũng cho biết Sam Allison sẽ là trọng tài da đen đầu tiên bắt chính ở ngoài hạng Anh sau 15 năm trong trận đấu giữa South United và Luton Town vào ngày 26 tháng 12 và cuối bản tin ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với thủ đô Copenhagen của Đan Mạch để tham gia cuộc diễu hành giáng sinh trên thuyền kayak. Đây là một trong những hoạt động truyền thống chào mừng lễ giáng sinh hàng năm của người dân địa phương. Khoảng 500 chiếc thuyền kayak được trang trí bằng đèn giáng sinh nối đuôi nhau di chuyển dọc các kênh đào ở trung tâm Copenhagen tạo nên khung cảnh rực rỡ thấp sáng màn đêm mùa đông. Ban tổ chức cho biết, hoạt động này đã diễn ra tại Copenhagen trong hơn một thập kỷ và ngày càng trở nên phổ biến thu hút nhiều người tham gia. Trong cuộc diễu hành, một chiếc thuyền đặc biệt dành cho dàn hợp sướng Lucia, gồm 40 thành viên, cũng đã di chuyển theo đoàn người. Cuộc diễu hành diễn ra trong gần 2 tiếng là một phần trong chuỗi sự kiện nhân ngày Thánh Lucia 13 tháng 12 hàng năm, kỷ niệm sự xuất hiện của ánh sáng mặt trời sau khi trải qua những ngày dài tăm tối. Lấy trước ánh sáng này bắt nguồn từ thủy điển vào thế kỷ 19 và sau đó được người dân nước láng giềng Đan Mạch hưởng ứng và điều chỉnh lại. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thế giới hôm nay. Xuân học sinh cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp.